Ngày 21 tháng 5, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 16 CTTTG yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tập trung triển khai thành công đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp tại chỉ thị số 04 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ để xử lý rứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1 tháng 7 theo Nghị định số 59-2022 NDCP của Chính phủ tiếp tục triển khai công tác thanh tra kiểm tra cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao đạo đức công vụ tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính kịp thời xử lý các trường hợp né tránh đùn đẩy sợ sai sợ trách nhiệm